Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 201 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 201 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Tiểu Nguyệt Nha, cố gắng lên. Ở bên ngoài nhà kho, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Hắc Điền Tử Phong nghe được một thanh âm quen thuộc, đó là thanh âm của Nam Cung Dực. Hắn cuối cùng là vẫn tìm được nơi này. Người này quả nhiên là không thể nào tin được. Trước một khắc, hắn là còn muốn trợ giúp bọn họ chạy trốn khỏi đây, nhưng bây giờ lại mang người đi tìm kiếm khắp nơi bọn họ. Tiểu Nguyệt Nha, đợi ở chỗ này, không được cử động. Chờ thúc thúc trở lại. Nghe không? Tiểu Nguyệt Nha đang ngủ, mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm của hắn, mơ màng gật đầu. Cũng không lâu lắm, cửa nhà kho được mở ra. Đó là một trong mấy chỗ cuối cùng bọn họ chưa có lục soát. Nam Cung Dực hướng về phía bọn thủ hạ phất tay một cái. Lục soát cho cẩn thận, mỗi một cái từng góc hốc là cũng sẽ không được bao giờ bỏ qua. Vâng, Dực công tử. Một nhóm người dẫn dắt đi vào. Đột nhiên mắt thấy một đạo tật phong quét qua, đối phương hướng ngược mau tới bọn họ, hướng ngoài cửa xông ra. Bóng người kia tốc độ quá là nhanh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng màu tím sát bên người mình mà qua. Nếu nói là còn có đặc thù khác mà nói, thì đó là hắn có một đầu tóc trắng. Nam Cung Dực cũng là khẽ giật mình sửng sốt, hoảng thần trong chốc lát. Đối với thân ảnh vừa mới xẹt qua, cánh tay của hắn hướng ngoài cửa chạy đi. Trong thoáng chốc, hắn cùng với người này đối mặt với nhau. Hắn phảng phất là thấy được một nụ cười lạnh khiêu khích hướng về phía hắn. Là Hách Liên Tử Phong, hắn quả nhiên ở đây, đuổi theo, nhất định là phải đuổi kịp hắn. Hắn loáng thoáng thấy ở trong tay của Hách Liên Tử Phong ôm một đoàn quần áo, bộ dạng đội lên, phải chăng đó là đứa bé? Ánh mắt của hắn trầm xuống, lại cười lạnh. Hách Liên Tử Phong, đây là ngươi tự tìm lấy, không nên trách ta. Đuổi theo, nhất định là phải đuổi kịp hắn, không tiếc bất cứ cái giá nào. Cửa nhà kho bị đóng lại rất mạnh, ở bên ngoài nhà kho người đi không còn ai nữa, trong nhà kho liền khôi phục lại im lặng. Hách Liên Tử Phong ôm một vật ở trong ngực, triệu hồi ra côn bằng thần thú, khống chế nó bay lên cao, rời đi khỏi phủ đệ. Các cao thủ gác cửa trông thấy như vậy, rồi rít ngửa đầu nhìn ra phía xa, mất đi chú ý. Nam Cung Dực bước tới từng bước, che cười nói. Thần thú sao? Thần thú cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có. Hạc tiên, đuổi theo nó. Khi hắn nói trở về, một con hạc tiên toàn thân màu trắng xuất hiện ở trên bầu trời của phủ đệ. Lồng vũ toàn thân đều là màu trắng, vốn phải là thánh khiết không gì sánh được. Song khi nhìn kỹ lại, bạch hạc này có một đôi mắt long lánh nửa đen nửa tím quang mang, làm cho người khác nhìn thấy cảm thấy phải kinh hãi. Các cao thủ trước mắt đều sáng ngời, phảng phất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Dực triệu hồi ra thần thú có thực lực cường đại như vậy. Hết thể lên hết cho ta, các người biết được uy lực của thần thú. Nam Cung Dực không có tính toán một mình một người đuổi theo, mà là đem tất cả cao thủ ở chỗ này toàn bộ kêu tới, cùng nhau cùng với hắn ngồi lên hạc tiên thần thú để đuổi theo. Hạc tiên thần thú hình thể khổng lồ, có thể dung nạp hơn 10 người, vậy cho nên cho dù là cộng thêm những cao thủ đó, nó cũng có thể bay rất tự nhiên. Nam Cung Dực đứng ở phía đầu tiên. Cúi người vuốt về đỉnh đầu của Hạc Tiên, thanh âm mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ nói. Hạc Tiên, ngươi yên lặng đã vạn năm, rốt cuộc là cũng có thể hiện thân tại trên đời này, để cho mọi người nhìn xem thần uy của ngươi. Hãy cố gắng, đừng có đi xuống so với những thần thú khác. Một phen khích lệ làm cho Hạc Tiên thần thú cao vút hét dài một tiếng, tinh thần phấn chấn. Nó vùng lên hai cánh, nhanh như tia chớp phóng lên cao, đuổi theo côn bằng thần thú ở phía trước. Ở chỗ cao nhất của Vọng Tinh lâu, Tử Yêu đứng chắp tay lại, trong phủ phát sinh hết thảy đều là nằm trong đáy mắt của hắn. Mắt của hắn đưa mắt nhìn xa, nhìn hai con thần thú lần lượt rời đi khỏi phủ đệ. Hắn tà tứ, khẽ câu khóe môi, lộ ra mấy phần đắc ý. Bổn tọa có hai kẻ, lực lượng ngang nhau như vậy làm thủ hạ, vậy thì lo gì nghiệp lớn không thành. Người giữ là Nam Cung Dực. Chính là vì kích thích Hắc Điện Tử Phong. Tiểu Phượng Hoàng ở trong lồng tre màu vàng đột nhiên mở miệng nói. Nếu không, ngươi cho rằng là cái gì đấy? Tử Yêu ở trong mép miệng nụ cười dương lên lớn hơn nữa. Ngươi thực sự cho rằng bổn tọa không hiểu được lòng người sao? Nam Cung Dực giá tâm bừng bừng, trong thời khắc khắc đều là đánh một tính toán. Như thế nào mà lại đồng ý thực tình quy thuận bổn tọa? Bất quá, người như vậy cũng chỉ có giá trị lợi dụng của hắn ở chỗ. Nếu như không có hắn ở bên cạnh mà khiêu khích, dựa vào cái tính của Phong Nhi, nó chỉ càng ngày càng hao mòn, không có ý cầu tiến, mất đi ý chí chiến đấu. Bắc thần gia tộc ta là cần một người có thể cầm quyền sanh sát trong tay, dã tâm bừng bừng, mà không phải là một người xa vào nhi nữ tình trường, người không muốn tiến thủ.
Vân Huyền nghe được những lời nói của hắn, không khỏi đối với hắn sinh ra vài phần bội phục. Nếu như đổi lại là nàng, khi biết rõ được bản tính của Nam Cung Dực, lựa chọn đầu tiên ở trong lòng của nàng nhất định là sẽ trừ đi hắn. Từ trước đến giờ cũng là tránh tà rõ ràng, nàng tuyệt đối không cho phép người ở trong lòng mang quỷ ở lại bên cạnh mình. Mà Bắc Thần lại như vậy, nhưng lại có thể nhìn thấu lòng người, hơn nữa có thể lợi dụng tốt. Như vậy, ít nhất thời điểm này, nàng cảm thấy là không bằng hắn. Chẳng lẽ, người không sợ có một ngày người kiểm soát không nổi, người không cách nào có thể khống chế được hắn nữa, hoặc nói, có một ngày Bắc Thần gia tộc sẽ hủy ở trong tay của hắn? Tự Yêu suy suy lại cười một tiếng. Nếu như thực sự có ngày như vậy, đó chính là Bắc Thần gia tộc ta vô năng, không có gì để tiếc hận hết. Quyền lực chi tranh vốn là đã rất tàn khốc, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người chiến thắng. Hắn nếu như là có năng lực đó, liền chứng minh ánh mắt của bổn tọa không sai. Nhưng chỉ tiếc, hắn không phải là hậu duệ truyền thừa của Bắc Thần gia tộc. Nếu như hắn có thể đổi chỗ với Phong Nhi mà nói, có lẽ bổn tọa có thể không một chút nào giữ lại đem tu vi của ta, cả cuộc đời này toàn bộ truyền thụ cho hắn. Nhân tài như vậy chính là hy vọng của Bắc Thần gia tộc ta một lần nữa quật khởi. Hắn lại đối với Nam Cung Dực đánh giá cao, Vân Huyền rất khó mà hiểu. Dư Quang nhìn thấy đỉnh đầu của Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng lay động, Tự Yêu làm bộ như không phát hiện, mép môi lộ ra nụ cười thần bí khó lường. Bóng đêm cuồn cuộn, nước sông dậy sóng, hai con thần thú cách sông lớn mà giằng co. Hắc Liên Tử Phong nhìn thấy Nam Cung Dực ngồi trên Hạc Tiên thần thú, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạc Tiên thần thú là một trong 10 thần thú giữ cửa của Thập Đại Học Viện lại rơi vào trong tay của hắn, hắn như thế nào mà lấy được nó? Chiếm được một bảo vật như vậy, hắn lại không giao nộp cho lão tổ tông, mà là đem những thứ kim ngân tài bảo vô dụng kia toàn bộ nộp lên cho lão tổ tông. Có thể nghĩ rằng tâm cơ của người này sâu sắc như thế nào. Nam Cung Dực, quả nhiên ta đã xem thưởng ngươi, đem ngươi giữ lại ở Bắc Thần gia tộc. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ trở thành khối u ác tính của Bắc Thần gia tộc thôi. Sao? Thế nào? Bây giờ là muốn giết chết ta? Ngươi nhưng mà đã theo ký ước khế huyết, trừ phi là người nghĩ cùng với ta đồng quy vu tận. Còn nếu như ngươi không nghe lời, ngươi căn bản là không giết chết được ta. Nam Cung Dực đắc ý nở nụ cười, phóng phật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hách Điên Tử Phong sắc mặt lại căng thẳng, lộ ra vẻ tức giận. Ký hạ khế ước, làm như vậy đã để cứu Tiểu Nguyệt Nha, hắn không có lựa chọn nào khác. Xong, vì giết một con chó mà phải liều mạng, một chút cũng không đáng giá. Hắn từ từ thu hồi tức giận, đem vật cầm ở trong tay một đoàn xiêm y sửa sang, nghiêng người ngăn cách tầm mắt của người của đám người Nam Cung Dực. Nam Cung Dực thăm dò nhìn quanh một đoàn quần áo trong tay của hắn, thấp giọng hù dọa. Đừng có ẩn giấu, ta chính là phụ mệnh của Tử Yêu đại nhân, đến đây đem đứa bé kia mang trở về. Trên thực tế ta cũng không muốn thương tổn đứa bé đó, thương tổn nó chỉ làm cho ta mang đến phiền toái. Đối với ta, một chút chỗ tốt là cũng không có. Người muốn trách thì trách lão tổ tông của người đi. Vậy nếu người có bản lĩnh, mau tới đây mà thử. Trường kiếm trong tay của Hắc Liên Tử Phong vù vù, kiếm khí màu tím lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh khuếch tán ra, một vòng tiếp theo một vòng, tạo nên thủy bàn tay lay động. Nam Cung Dực lùi về phía sau 2 bước, và hơn 10 gã cao thủ đi theo sau hắn nhất tề sắp xếp mở ra trận thế, ngăn trở ở trước mặt của hắn. Tiểu nhân nhát gan. Hắc Liên Tử Phong thanh âm lãnh xích, liền mở ra kiếm khí hướng đối phương công kích, vô số kiếm khí ở trên khoảng trận không trên mặt sông kịch liệt giăng khắp nơi. Ở trong nhà kho yên tĩnh, một mảnh ánh trăng từ ngoài cửa sổ ở trên mái nhà an tĩnh chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào một chỗ nửa mở nửa kín ở trong thùng rượu. Chỗ sâu ở trong thùng rượu có một bóng người nho nhỏ co rúm ở trong nơi đó, ánh trăng mềm mại vuốt ve mặt của bé. Bé vẫn duy trì tư thế ngủ như là trẻ con nguyên thủy nhất, hương vị ngọt ngào ngủ nơi đó, căn bản là chẳng biết gì ở bên ngoài đã xảy ra những điều gì. Ánh trăng từ từ chết đi, càng rơi lại càng sâu, cùng ngày thường là điểm mặt trời nổi lên. Trên mặt sông chiến đấu đã là chuẩn bị kết thúc, trải qua một đêm chiến đấu, song phương thế lực ngang nhau, quân đã quá mỏi mệt. Những cao thủ đi theo Nam Cung Dực đến đây đuổi bắt Hách Liên Tử Phong, mọi người đều là tinh anh của Bắc Thần gia tộc, huyền giai đều là từ huyền hoàng trở lên. Hách Liên Tử Phong lấy một địch hơn 10 người, vẫn là không có thể nào rơi vào trong thế hạ phong, đã là vô cùng tuyệt vời rồi. Tử Phong thiếu gia, hai tử ở trong ngực ngài chính là người của lão tổ tông muốn, ngài vẫn là đem người của gia để ra đây. Giao ra đây đi, không thể nào tiếp tục tranh đấu vô vị nữa. Lão tổ tông ra lệnh là ai cũng không thể nào làm trái ý ngài được. Có một cao thủ trong đó đứng ra nói. Bọn họ cũng biết, nếu như tiếp tục giao chiến đi xuống chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Hắc Liên Tử Phong thủy chung vẫn là hậu duệ của Bắc Thần gia tộc, trên người chảy xuôi dòng máu của Bắc Thần gia tộc. Bọn họ không hy vọng đánh cho hắn bị thương.
nhưng nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ là cũng giống như trước, trốn không thoát, bị trách phạt. Quyền hành ở dưới trướng, bọn họ vẫn là hy vọng có thể lấy phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp. Cái kia là không có khả năng. Muốn cướp đi hài tử trong tay của ta, các người trước hết hãy cướp đi tánh mạng của ta đã, rồi hắn nói sao? Hắc Điền Tử Phong cường ngạnh nói. Các cao thủ liếc mắt nhìn nhau, nếu như mà không có cách nào để đàm thỏa, vậy thì chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu thôi. Bay trận! Một người cầm đầu gào to lên một tiếng. Hơn 10 người cố thủ nhất tề biến hóa vị trí, tạo thành một đội ngũ đặc thù. Cố huyền khí mạnh mẽ, cố huyền khí này là một mình ngưng tụ ra một đoàn, xu thế liền có thể phiền giang đảo hải, sóng cuộn biển gầm. Song phương khí thế khổng lồ như là sóng nước, trường giang, không nhân được, không ngừng mà nhắc lên sóng to gió lớn, chấn động khắp nơi. Một cuộc chiến đấu kịch liền kéo ra mở màn. Nhưng song phương bọn họ tựa hồ lại quên mất, tại chiến trường ở bên ngoài còn có một người, một mực lặng yên quan sát chiến đấu, đến nay vẫn còn chưa xuất thủ qua. Hắc Điền Tử Phong lúc bắt đầu vẫn còn lưu ý đến Nam Cung Dực, đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lúc sau cùng với mười mấy tên cao thủ lại càng đánh càng hăng, dốc hết toàn bộ sức lực. Sự chú ý của hắn là phải trở lại trong trận chiến trước mắt, hết sức chuyên chú đi vào. Nhưng song chính là một chút biến hóa như vậy, thế cuộc đột nhiên sinh biến. Hắc Điền Tử Phong đợt đầu hơi ngửa ra, ngay phía, phá không mà đánh ra một đoàn ánh sáng màu vàng, mê hoặc tầm mắt của hắn. Đó là cái gì vậy? Hắn theo bản năng phi thân lùi về phía sau, bên tai truyền đến một tiếng sư thử hống. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ, đó chính là một con hùng binh màu vàng, dương nanh múa vuốt hướng mình đánh tới. Côn Bằng Thần Thú ở phía dưới, nhận thấy khiêu khích của Kim Sư, tiến đến nghênh chiến. Chẳng lẽ, đó chính là thần thú giữ cờ của Kim Sư Học Viện? Kim Sư Thần Thú? Hắc Điền Tử Phong vừa suy tư, vừa hướng về phía sau bay rất nhanh rút lui. Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy điểm mù, một thanh trường kiếm đang phá không hướng hắn đâm tới, mà phương hướng đối diện với mũi kiếm là trái tim của hắn. Một kiếm này nếu như đâm xuống, hắn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Nam Cung Dực cầm kiếm bay lượn lờ ở trên bầu trời, ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn chăm chú đúng một cái mục tiêu, liều lĩnh lao về phía trước, giết chết Hắc Liên Tử Phong. Tử Yêu liền không thể nào có người thừa kế. Nói không chừng đến lúc đó hắn có thể nhận được ưu đãi của Tử Yêu, thừa kế hết thảy của Tử Yêu. Mặc dù cái này về tính toán cùng với kế hoạch lúc trước của hắn là có một chút điều khác biệt, nhưng nếu như thực sự có thể như vậy, chính là dệt hoa trên gấm, hắn cầu là cũng không được. Nghĩ tới đó, ánh mắt của hắn sát khí càng ngày càng nồng đậm, hạ thủ lại càng thêm tàn nhẫn. Hắn đánh lén tới quá nhanh, vô luận là phương vị, tốc độ hay là thời cơ đều được chọn chính xác. Hắc Liên Tử Phong hoàn toàn là không có cơ hội nào chạy thoát, nhận lấy trước sau là sát khí đang tới gần, đã không kịp nữa. Nam Cung Dực, người dám giết chết ta, ta liền cùng với người đồng quy vu tận. Hắc Liên Tử Phong đưa ra tính toán xấu nhất, cả người huyền khí tăng vọt, muốn lựa chọn vào phương thức tự bạo, muốn cùng với hắn đồng quy vu tận. Nam Cung Dực không ngờ sẽ đến, hắn sẽ đưa ra quyết định như vậy, lại không tiếc hết thảy kéo hắn làm đệm lưng, đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận sao? Mạng của ngươi ngay cả 1/10 cũng không đáng giá. Nam Cung Dực lãnh ngạo cười một tiếng, đột nhiên nghiêng người, trạch sang một hướng khác, trường kiếm trượt qua cánh tay của Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong muốn đánh cược một lần, đánh cược Nam Cung Dực có hay không yêu quý tánh mạng của mình. Tiền đánh cuộc chính là tánh mạng của hắn. Hiển nhiên, hắn đánh cược thắng. Nam Cung Dực yêu quý tánh mạng của mình là còn hơn tất cả. Vậy cho nên, mặc dù đây là cơ hội tốt nhất để hắn giết chết mình, hắn cũng là phải bỏ qua. Thu hồi huyền khí quanh thân của hắn, đột nhiên tung người nhảy lên, ôm vật ở trong tay của mình, nhảy vào trong nước sông. Đuổi theo, tiếp tục truy đuổi cho ta, nhất định là phải đuổi kịp hắn. Đáy lòng của Nam Cung Dực rốt cuộc là dấy lên tức giận, cơ hội tốt như vậy lại để cho hắn lãng phí một cách vô ích. Tiếp theo là muốn một lần nữa lấy đi tánh mạng của Hắc Liên Tử Phong, sợ là không hề dễ dàng. Một khi đối phương có lòng cảnh giác, hắn chưa chắc là có cơ hội để hạ thủ. Bất quá trước mắt, Hắc Liên Tử Phong vẫn là còn bị vây ở trong thế hạ phong, hắn là phải nắm chặt cơ hội, lại vì mình sáng tạo ra một lần cơ hội giết người tuyệt hảo. Cúi đầu nhìn xuống nước sông ba đảo cuồn cuộn, Nam Cung Dực ở trên mặt hiện lên vẻ rét lạnh. Thái dương từ từ chiếu vào bên trong nhà kho. Ở trong kho hàng hết thảy đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Bên trong thùng rượu, cô bé từ từ mở mắt, bé xoa xoa hai mắt, đầu tiên là nhìn quanh vách tường thùng rượu, một đôi con người xinh đẹp khẽ nháy, rất ngạc nhiên. Thúc thúc tóc trắng. Bé theo bản năng kêu lên, nhìn xung quanh nhưng mà không thấy bất cứ thân ảnh nào. Bàn tay nhỏ bé của bé chống đỡ, đứng dậy, thân cao vẫn chưa với tới được miệng của thùng rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn dương cao. Bé điểm mũi chân nhìn quanh, muốn nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài thùng rượu. Thúc thúc tóc trắng, ngươi ở đâu? Bé liên tục hô lên vài tiếng, cũng không có người nào đáp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài bắt đầu xuất hiện mất mát, cái miệng nhỏ nhắn trù lên, một đôi mắt cúi xuống.
Thúc thúc tóc trắng, người đi đâu rồi? Ngươi không cần Tiểu Nguyên Nha nữa à? Nước mắt ở trong hốc mắt của bé đảo quanh, bé hít hít hai cái, nước mắt từ từ thu lại. Tay nhỏ bé của bé ở trên vách tường của thùng rượu xô đẩy, không ngừng dùng sức. Bé muốn đi ra ngoài, bé không muốn bị vây ở chỗ này. Cả nhà kho phiêu đáng thanh âm mềm nhũn của bé, đem hết thảy toàn bộ sức mạnh đều đi ra. Chỉ thấy thùng rượu bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đến cuối cùng là đột nhiên trong đó hướng tới một cái phương hướng khác, nghiêng đổ đi xuống. Đùng một tiếng, thùng rượu ngã xuống, trên mặt đất liên tục lăn mấy vòng mới dừng lại. Ở trên miệng của thùng rượu, một đôi tay nhỏ bé từ từ dò xét đi ra ngoài, bắt được cái miệng thùng. Tiểu Nguyệt Nha vựng vựng hồ hồ, rốt cuộc là cũng đã bỏ ra được. Nếu đổi lại là một cái hài tử khác, căn bản là không thể nào lay động được thùng rượu. Tiểu Nguyệt Nha lại bất đồng, lực cánh tay của bé rất kinh khủng, vậy nhưng thực sự đem thùng rượu này lay động được. Tiểu Nguyệt Nha từ trong thùng đã bỏ được ra ngoài, cái trán cùng với cái mũi khéo léo ở bên trên cùng một tầng mồ hôi trong suốt. Bé không khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý chí kiên cường. Tay nhỏ bé giơ lên, lau đi một tầng mồ hôi. Một đôi ánh mắt sáng ngời ngó nhìn xung quanh. Bé nhớ rất kỹ, cái địa phương này bé nhận ra mà. Bé còn ở lại chỗ này, vậy kia thúc thúc tóc trắng đâu rồi? Thúc thúc tóc trắng là đi nơi nào mất rồi? Bé mở hai bắp chân ra, ở xung quanh nhà kho, là vóng vò đứng lên, vòng quanh nhà kho đi mấy vòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Thúc thúc tóc trắng quả thực là không thấy, là bị người xấu bắt đi rồi. Trong lòng của bé quính lên, vành mắt không khỏi đỏ lên, bước chân rất nhanh chạy tới bên đại môn nhà kho. Hai miếng sắt bị đóng lại rất chặt, bé chỉ đủ nhận ra được một cái phương hướng duy nhất trên cửa sắt, cách một khe hở nhỏ, tay của bé vừa vặn có thể chui vào bên trong đó. Thả ta đi ra ngoài! Hai cánh tay nhỏ bé dùng sức đập vào cửa sắt vẫn là không nhúc nhích. Mau lên, thả ta đi ra ngoài, không cho các người thương tổn đi thúc thúc. Một phen lời nói có ý nghĩa tuyên cáo thẳng thắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, tiểu chân mày lại càng ngày càng nhíu, thực sự giống như là cái cửa kia chính là cửu địch, cùng với nó phần cao thấp. Nhanh lên một chút mở cửa, nếu như không mở, ta tức giận đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trướng lên đỏ bừng, bé vừa nắm chặt lấy đại môn, vừa hướng về phía cửa sắt tuyên chiến. Cửa sắt làm sao mà sẽ trả lời được bé, chẳng qua là lạnh như băng đứng ở nơi đó, cho dù bé có dùng sức như thế nào, nó đều là vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích. Tiểu Nguyệt Nha nóng nảy, đứng lên, bắt đầu lấy chân bó bó của chính mình đi đạp. Cho ngươi không ra, cho ngươi không ra, ta chán ghét ngươi. Vậy cho nên, Tiểu Nguyệt Nha bắt đầu dùng cùng với cửa sắt ở trong lúc đó trường kỳ chiến đấu. Một lát dùng sức ở hai tay đập một cái, một lát lại dùng chân đạp một cái, một chút lại ngã nhào xuống đất, rồi một chút lại xoa xoa cái chân đang bó của mình. Bé như vậy nhưng mà lại không có bất cứ buông tha gì cho nó, ý chí thực sự là quật cường. Đang lúc bé cùng với cửa sắt tiến hành kịch liệt giao chiến hết sức, Tự Yêu hiện thân ở trên bờ sông. Hắc Liên Tử Phong cùng với Nam Cung Dực giao chiến, thấy được kết cuộc, Hắc Liên Tử Phong hướng về phía nước sông nhảy xuống. Hắn khẽ híp mắt, thần sắc rốt cuộc là cũng động dung. Hắc Liên Tử Phong chính là huyết mạch của Bắc Thần gia tộc, chưa được hắn cho phép, không ai được phép lấy đi tính mạng của Hắc Liên Tử Phong. Hai cánh tay của hắn mở ra, áo bào đón gió bay lên, chân phải của hắn nhẹ nhàng bước ở trên đỉnh sóng. Sau một khắc, cả người như là một trận gió, ở trên mặt sông nhanh mạnh mẽ bay qua, xuất hiện ở cuối tầm mắt. Hung hăng mà bắt hắn cho ta, chỉ cần hắn ngoi đầu lên, liền dùng vạn cái tên bắn chết hắn. Nào cũng dực chỉ huy các cao thủ, mỗi người trong tay đều là nhiều hơn một cái cung tên, cách hai bờ sông, hướng về phía dòng nước sông bắn tên. Thanh ngầm thở phì phò mang theo xu thế thiên quân vạn mã, không một chút lưu tình bắn vào nước sông, chỉ cần một mũi tên là có thể lấy đi tánh mạng của một người trong lòng sông. Nước sông vẩn đục, không cách nào đoán được vị trí cụ thể của Hắc Liên Tử Phong, chỉ có thể đại khái nhìn thấy biến hóa nhỏ bé trên mặt sông. Đại khái phán đoán có thể Hắc Liên Tử Phong đang ở trong khu vực sông này. Hùng hăng mà bắn hắn cho ta. Hắc Liên Tử Phong đã hoàn toàn phản bội Tử Yêu đại nhân. Người thứ nhất có thể bắn chết hắn, ta nhất định là sẽ hướng Tử Yêu đại nhân xin phần thưởng. Phần thưởng hắn đều là chỗ tốt. Nào cũng rực dụ dỗ. Các cao thủ nghe thấy như vậy, trong đó có một nhóm người là đối với lời nói của hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng mà vẫn ở trong đó có một nhóm người, tinh thần nhất tề chấn động, hướng về phía dòng nước sông lại càng thêm điên cuồng bắn tên. Dừng tay! Trên bầu trời truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Âm ba phất quất qua mặt sông, từng đường tên bị âm ba quấy nhiễu, trạch sang hướng khác, từng mũi tên dán ở nước sông lướt sóng dựng đứng, bắn về phía bầu trời. Mưa tên điên cuồng, trong khoảnh khắc biến thành thiên nữ tán hoa, đem cao thủ ở hai bờ sông nhất tề ngừng lại động tác ở trên tay, quay đầu nhìn về phía người ở trên mặt sông bay tới. Tử Yêu đại nhân. Có người kinh hồn một tiếng, mọi người hướng hắn nhất tề cúi đầu. Tử Yêu đại nhân.
Nam Cung Dực vốn đã là đưa lưng về phía hắn, nghe được các cao thủ gọi, phía sau lưng của hắn đột nhiên cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ rõ ràng là sừng sốt. Khi hắn quay đầu lại, mặt hướng về phía Tử Yêu hé ra chính là vẻ mặt thong dong và bình tĩnh. Tử Yêu đại nhân, chúng ta là đang truy nã phản đồ Hách Liên Tử Phong. Ngài xin hãy chờ một chút, chúng ta rất là nhanh có thể bức hắn ra khỏi mặt nước được. Phải không? Người xác định là muốn đem hắn bức ra, mà không phải là muốn đem hắn giết chết ở trong nước sông chứ? Tử Yêu cười lạnh nói. Nam Cung Dực lập tức cảm nhận được toàn thân là bị một cỗ lực lượng lạnh như băng trói buộc, như là một mũi nhọn ở lưng, từng đợt đau nhói. Tử Yêu đại nhân nhìn thấy được sao? Hắn đây là đang cảnh cáo mình hay là đang muốn thực sự giết chết mình? Lúc này, đáy lòng của Nam Cung Dực sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chẳng qua là phụ mệnh làm việc, tuyệt đối không dám nghịch ý của Tử Yêu đại nhân. Hắn cúi đầu, kính cẩn nghe theo nói. Tử Yêu lại không để ý đến hắn, mà là lấy một đôi ánh mắt cơ trí sắc bén quét qua hắn, thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi không còn về chỗ nữa, ra đây. Âm ba như là một loại sóng chiều, kèm theo nước sông Ba Đào, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng dâng tới. Ở một nơi nước sông, bọt nước văng khắp nơi, có người từ trong nước chui ra, là một thân ẩm ướp đáp lại, tóc dài xốc xếch nhưng che giấu không được ngạo khí cùng với lăng thiên trên người của hắn. Người nọ chính là Hách Liên Tử Phong. Hết chương. Thần uy của Tiểu Nguyệt Nha. Hách Liên Tử Phong im lặng không lên tiếng, đứng ở chỗ đó, chờ đợi Lão Tổ Tông đưa ra quyết định. Hắn đem người của Lão Tổ Tông nhốt ở trong kết giới thả ra ngoài. Trừng phạt nhất định là không thể nào tránh được. Nếu như đem hắn xử tử chưa đến nỗi đó, hắn rất tin Lão Tổ Tông sẽ không làm như vậy. Tử Yêu tầm mắt hướng về phía trong tay của hắn liếc qua. Đứa nhỏ đâu? Giờ phút này, trong tay của Hách Liên Tử Phong không có vật gì, hắn lại càng im lặng không chịu lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đối với hắn là không có biện pháp. Nam Cung Dực cũng đã nhận ra trong tay của Hách Liên Tử Phong là không thấy bóng dáng của hai tử, nghĩ thầm chẳng lẽ đứa bé đã rơi vào trong lòng sông, là bị chết đuối rồi. Không thể nào, đối với Hách Liên Tử Phong hắn hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối là sẽ không thể nào đem nữ nhi của Vân Khê ôm qua loa, nhảy vào trong nước sông, lại càng không có khả năng đem bé làm cho chết đuối. Vậy giải thích duy nhất. Ánh mắt của hắn sáng ngời, lên tiếng nói. Tử Yêu đại nhân, đứa bé kia hơn phần nửa là còn lại ở trong phủ đệ, căn bản là không có bị Phong thiếu gia từ phủ đệ mang đi mất. Nam Cung Dực, người đến tụi cũng là đang nói điều gì vậy? Hách Liên Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, thanh âm lạnh lạnh cắt đứt lời của hắn. Cái gì mà hại tử? Người khi nào mà thấy ta ôm một hại tử? Người như thế mà nói xấu vào ta, vậy đến tụi cùng là người có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn thay ta trở thành thiếu chủ của Bắc Thần gia tộc? Không có bất cứ căn cứ chính xác nào, bọn họ như thế nào mà lại đem tội danh ngài tăng vật ở trên người của hắn được? Hách Liên Tử Phong căn cứ vào điểm này để giải vây cho mình. Hách Liên Tử Phong, người đừng có mơ tưởng nói ngụy biện. Hai tử không phải là người mang đi, vậy thì ngươi chạy đi cái gì? Nam Cung Dực lại cười lạnh nói. Ta nghĩ chính là người muốn dẫn người đến giết chết ta. Ta tự nhiên là nghĩ muốn chạy. Vậy chẳng lẽ tùy ý đứng đó để cho người đến giết sao? Còn về phần hai tử, ngươi một mực chắc chắn là ta mang hai tử đi. Vậy thì chẳng lẽ ngươi lúc đó cũng có mặt ở hiện trường? Vậy là ngươi giúp ta phá giải kết giới sao? Hắc Liên Tử Phong hỏi ngược lại. Nam Cung Dực cả người chấn động, ánh mắt hiện lộ ra vài phần bối rối. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn Tử Yêu, sợ lão sẽ nhìn ra đầu mối. Nếu như Tử Yêu biết hắn có biện pháp có thể phá giải ra kết giới, tinh tế mà tìm tòi nghiên cứu, hậu quả là cũng dễ dàng nghĩ được. Hắn lại khẽ mỉm cười, thay đổi một bộ thần sắc, lại ấm giọng nói. Vậy ta nghĩ cái này có thể là hiểu lầm rồi. Mới vừa rồi cũng là ta nhất thời nóng lòng, cho là Phong thiếu gia người đi cứu đứa bé đó, vậy cho nên mới dẫn người đuổi theo tới đây. Vậy sớm biết là một hiểu lầm, chúng ta cũng là sẽ không phí nhiều sức lực như vậy. Phong thiếu gia, ngài cũng thực là, tại sao lại không nói rõ ràng sớm hơn một chút, ngược lại lại đi nhảy xuống sông vậy? Hiện tại là khiến cho ngài toàn thân đều là ướt hết, thực sự ta cảm thấy rất là có lỗi. Hách Liên Tử Phong sủi lạnh một tiếng, không nhìn tới hắn. Tầm mắt của Tử Yêu ở giữa hai người Nam Cung Dực và Hách Liên Tử Phong dò xét qua lại, hắn hiển nhiên lời người nào cũng là có thể tin tưởng được, tự một phen phán đoán. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Thôi, chuyện hãy dừng lại ở đây. Bồn tọa không muốn tiếp tục truy cứu. Qua mấy ngày nữa, chính là một ngày trong đại tế Bắc Thần gia tộc của chúng ta đứng lên một lần nữa. Hai người các người đến lúc đó biểu hiện cho tốt. Đến lúc đó, kẻ nào có công cả lao lớn nhất, bồn tọa lên tự mình truyền thụ cho hắn một bộ môn truyền kỳ. Bồn tọa là tuyệt đối sẽ không bao giờ thiên vị. Bất quá, điều kiện tiền quyết, hai người các người từ khoảnh khắc này hãy dừng lại bất cứ tranh đấu lẫn nhau, nhất trí cùng với nhau đối ngoại đi.
Nếu để cho bổn tọa phát hiện ra kẻ nào vén lên tranh toàn, bổn tọa là đầu tiên diệt chết kẻ đó. Nam Cung Dực và Hắc Liên Tử Phong hai người nhất tề chấn động trong lòng, hướng về phía Tử Yêu thật sâu, khom người cúi xuống, song song gật đầu lên tiếng. Vâng, lão tổ tông. Vâng, Tử Yêu đại nhân. Đợi hai người ngẩng đầu lên, thân ảnh của Tử Yêu đã biến mất không thấy đầu nữa, ba mặt trên nước rộng chỉ để lại những rung động nhợt nhạt, chứng minh thực sự hắn đã từng xuất hiện ở đây. Phong thiếu gia ngươi quả nhiên là hảo tâm kế, như vậy cũng có thể chạy trốn được tội lỗi. Nam Cung Dực thanh âm cười lạnh, lộ ra mấy phần khinh thường. Hắc Liên Tử Phong vẻ mặt khinh thường lại càng đậm hơn, thậm chí ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn hắn. Với kẻ tiểu nhân tùy tiện, ta đây cũng chẳng có lời gì muốn nói, tự người giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Hắc Liên Tử Phong phi thân lên, lướt sóng mà đi, kỳ thực rất nhanh đã rời khỏi nơi đó. Cũng không biết Tiểu Nguyệt Nha như thế nào, để cho bé một mình một người, nhốt ở bên trong nhà kho, bé sẽ không sợ sao? Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, ngoài kế hoạch đó chính là Lão Tổ Tông phát hiện ra hắn đi cứu Tiểu Nguyệt Nha, nhưng mà không hề trừng phạt hắn. Hắn có một chút nghi ngờ, Lão Tổ Tông là phát hiện ra điều gì? Hắn lại tăng nhanh cước bộ. Phong thiếu gia, Phong thiếu gia. Từ khi bắt đầu vào phủ, dọc theo đường đi, các thủ vệ đều rối rít hướng hắn chào hỏi và vấn an. Hắc Liên Tử Phong một đường đi tới ngoài cửa nhà kho, hắn làm bộ như là không chú ý đi ngang qua, không muốn khiến cho người khác chú ý. Nhưng ai ngờ, tầm mắt đã tới nơi nhưng mà chỉ thấy cửa nhà kho này đã bị mở ra. Trong lòng của hắn căng thẳng, thấy ngoài cửa nhà kho có thủ vệ tuần tra, hắn đi tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Buổi tối, tại sao lại đem nhà kho này mở toang ra? Trong trí nhớ của hắn, nhà kho lúc ban đêm bình thường là cũng sẽ không có người nào đi vào, vậy cho nên hắn mới yên tâm để cho Tiểu Nguyệt Nha ở đây. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng của hắn lại bắt đầu lo lắng. Một bên hỏi thủ vệ, một bên lấy tầm mắt của mình nhìn quang cảnh xung quanh tra xét. Khi tầm mắt của hắn quét qua từng thùng gỗ bị ngã trên mặt đất, trong lòng của hắn đều là nhanh chóng muốn đẩy ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha xem ra thực sự đã xảy ra chuyện. Hồi bẩm Phong thiếu gia, cửa nhà kho không phải là chúng ta mở ra, giống như là có người từ bên trong mạnh mẽ đẩy ra. Ngài nhìn mà xem, ở bên này là có rất nhiều dấu chân. Hắc Liên Tử Phong hơi kinh ngạc, đi theo hướng chỉ điểm của thủ vệ nhìn lại, quả nhiên ở bên cạnh cửa vị trí xuống dưới thấy được rất nhiều dấu vết chân xốc xếch. Khóe miệng của hắn mỉm cười co rút, chỗ trán rơi xuống bàn đựng hắc tuyến dựng thẳng. Hắn thực sự là không dám tin tưởng, bởi vì đây là một ít dấu chân rõ ràng chính là thuộc về Tiểu Nguyệt Nha. Hai miếng cửa sắt khổng lồ như vậy, không phải là đã bị Tiểu Nguyệt Nha mở ra sao? Bé chỉ là một hài tử, làm sao có một khí lực lớn như vậy mà đẩy ra hai miếng sắt cửa? Phòng thiếu gia, ngươi nhìn mà xem, cái thành khóa này còn có một lưu lại một dấu đạo vết rất kỳ quái, giống như là bị một cái lực lượng mạnh mẽ bổ ra vậy. Hắc Liên Tử Phong đem khóa cầm lấy, nhìn từ trên xuống dưới, lại thầm kinh ngạc. Dấu vết kia là không giống như là bị đao kiếm chém, cũng không giống là dấu tay, vậy thì sẽ là lực lượng gì? Hơn nữa, từ vị trí của dấu vết nhìn lại, lực lượng này chắc chắn là nội lực từ trong nhà kho phát ra bên ngoài. Chẳng lẽ ở trong nhà kho này, trừ Tiểu Nguyệt Nha, là còn xuất hiện một người khác? Hắn giả vờ xem xét ở trong nhà kho có bị mất đi cái gì hay không, xem các ngóc ngách của nhà kho là tra xét một lần, cũng là không phát hiện ra tung tích của Tiểu Nguyệt Nha. Bé rốt cuộc là đã đi nơi nào rồi? Hắn vội vàng đẩy cửa ra, bắt đầu đi tìm kiếm tứ phía phủ đệ. Nhiều đội thủ vệ tuần tra hướng hắn vấn an. Hắc Liên Tử Phong làm bộ không chút để ý tản bộ, ánh mắt lại đàn qua các ngõ ngách để quét sạch một lần. Trải qua hậu viện phòng bếp, hắn còn cố ý đi vào, cẩn thận ngó nhìn mỗi một cái góc ở trong phòng bếp. Trong phòng bếp còn có mấy vị gia phó đang bận rộn, lại còn có người đang nấu một bát canh, mùi thơm xa xa liền có thể ngửi thấy được. Bát súp này là vì người nào mà nấu? Hắn lạnh giọng nói. Hồi Phong thiếu gia là Bắc Thần đại nhân phần phó, nói là cho một con thú cưng mới của người làm thức ăn. Thú cưng mới? Đúng rồi, nghe nói Bắc Thần đại nhân bắt được một con thú sủng mới, nhốt ở bên trong lồng vàng. Phần phó chúng ta đem bát canh nấu xong là đưa cho nó. Bất quá, nó cũng là rất kỳ quái. Canh này bình thường là để cho nữ nhân uống, bổ dưỡng, dùng để dưỡng nhan. Bắc Thần đại nhân như vậy mà lại đem chúng ta đem cái canh này đưa đến cho thú cưng. Thực sự là kỳ quái. Hạ nhân lại chẳng hiểu gì lắc đầu nói. Hắc Liên Tử Phong lại càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua lão tổ tông nuôi bất cứ một con thú cưng nào. Nếu là nói người nhận được một con thú cưng duy nhất, chỉ có thể là... Chân mày của hắn nhíu chặt, lại cười lạnh. Vân Huyên, ngươi quả nhiên là ngu ngốc. Khó trách lão tổ tông là không trách tội hắn. Thì ra là người lão đã nằm trong tay của lão rồi. Bất quá, thôi thì mặc kệ đi. Vân Huyên chết hay là sống thì hắn làm gì có quan hệ. Hắn chỉ cần đem Tiểu Nguyệt Nha bảo vệ cho tốt, hảo hảo mà không có tổn hao gì, để đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại trong tay của Khê Nhi, hắn liền không có gì tiếc nuối. Về phần những người khác, không có ở trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Như vậy đi, chuẩn bị cho ta một bát canh giống như vậy,
Hơn nữa, chuẩn bị thêm một ít điểm tâm và thịt để ta ăn. Nế đều là đưa đến phòng của ta đi. Trước khi hắn rời đi, Hách Liên Tử Phong phân phó nói. Hạ nhân kia lại rất là kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi là nói tất cả canh này đều là để cho nữ nhân uống, bổ dưỡng dùng để dưỡng nhan. Vậy thì làm sao Phong thiếu gia là muốn một bát canh như vậy? Lại còn có trong ngày thường, Phong thiếu gia như vậy nhưng mà rất ít khi ăn điểm tâm. Hôm nay khác thường như vậy. Quái, thật là quái đản. Nhưng bất quá, nếu là chủ tử phân phó thì hắn vẫn làm theo vậy là được. Không nghi ngờ gì nữa. Hắn đáp lại nói. Vậy được, tiểu nhân làm như vậy liền đưa đến cho ngài ngay. Hách Liên Tử Phong rời đi khỏi phòng bếp, tiếp tục hướng về phía địa phương khác để tìm kiếm. Đợi khi thân ảnh của hắn rời đi, một thân ảnh nho nhỏ từ trong góc tường từ từ đi ra ngoài, bé một đường là cũng dán vào góc tường. Thân ảnh của bé thấp bé, hơn nữa được bóng đêm che giấu, thủ vệ tuần tra rất khó mà phát hiện, chỉ có thể cho là có con rắn, côn trùng, chuột, kiến ở trong bụi cỏ ba động cũng là không có để ý cho lắm. Thân ảnh nho nhỏ từ góc tường chậm rãi dịch chuyển đi ra ngoài, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Chỉ một thoáng, ánh sao sáng như ngọc, giống như là một tiểu tiên đồng hạ xuống nhân thế. Bé chính là người ở trong nhà kho trốn đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt nha. Bé ở trong nhà kho cùng với hai miếng cửa sắt phân cao thấp hồi lâu, rốt cuộc là phẫn nộ của bé bộc phát, kích thích ra lực lượng thần ký Nguyệt nha, đúng là ngạnh sinh đích. Đem cửa sắt bị khóa chém thành hai nửa, cửa sắt theo đó mà mở ra, vậy cho nên bé từ ở trong nhà kho bò ra bên ngoài, bắt đầu hóa thành một cái tinh linh nho nhỏ ở trong đêm tối, tứ phía phủ đệ du tẩu. Trong lúc bất chợt, ngửi thấy được mùi thơm, cái bụng nhỏ lại vừa lên tiếng kêu gào, thực sự là đói rồi. Vậy cho nên, bé men theo mùi thơm tiếp tục vượt qua ba chân tường, cuối cùng là đã tới được phòng bếp, nuốt từng ngụm nước miếng, bé tiểu tâm rực rực đi vào trong đó. Trong phòng bếp, vừa mới chuẩn bị tốt một nhóm ăn khuya dùng canh, lãnh sự đầu bếp phân phó người ở phía dưới nói. Các người trước tiên đem những thứ này đưa tới chỗ của các vị chủ tớ, ta tự mình chuẩn bị bữa ăn khuya cho Phong thiếu gia. Vâng. Chúng hạ nhân nhất tề trả lời. Rất nhanh, mọi người lần lượt từ trong bếp lui đi ra ngoài. Trong phòng bếp chỉ còn lại có thanh âm của đầu bếp thái rau và xào thức ăn. Tiểu Nguyệt Nha chịu không được mùi thơm của thức ăn, lớn mặt lại sờ soạng đi vào. Thực đói. Tiểu Nguyệt Nha vừa nuốt bụng, vừa kiễng kiễng mũi chân, ngẩng đầu nhìn lên từng dãy thức ăn để ở trên bàn. Thừa dịp đại thúc đang thái thức ăn là nhìn không thấy tới bé, tay nhỏ bé của bé mở ra, bắt đầu lấy một số lớn điểm tâm, liên tục không ngừng được hướng cái miệng nhỏ nhắn lấp đầy. Mùi vị cũng là không tệ, nếm thử cái loại này nữa. Một cái tay khác liền bắt hai khối, đại thúc làm đồ ăn xoay người lại, bé vội vàng trốn vào trong gầm bàn, nhìn chân của đại thúc, ở trước mặt của bé, lắc lư tới lui, bé nhỏ giọng ăn điểm tâm, không dám phát ra thành âm lớn. Rất nhanh, một cái hộp đựng thức ăn cao 3 tầng bày đặt ở trước mặt của bé. Bé nhìn thấy đại thúc đem một mâm thức ăn cùng với điểm tâm để vào trong hộp đó. Bộ dạng này ngon thật đó. Bé không nhịn được nuốt nước miếng, từ từ hướng hộp thức ăn bò qua. Vì không thể nào để cho đại thúc làm đồ ăn phát hiện ra được, bé cơ hồ là trộm cầm một khối, liền lập tức đi vòng vèo đến dưới gầm bàn. Trở ra ăn trộm một khối nữa, lại đi vòng vèo trở về. Lặp lại như vậy, đợi đến lúc đại thúc đem đồ ăn đem các món mới làm bưng đi khi đi tới, một mâm điểm tâm đã bị bé ăn gần hết. Ê, đâu hết rồi? Chẳng lẽ là ta mới vừa rồi là quên để lên sao? Vị đầu bếp kia cũng đã lớn tuổi lại còn hay quên, vậy cho nên lần nữa sắp xếp một mâm điểm tâm đồng dạng như vậy. Đem hộp thức ăn song song đặt ở trên nhau, hắn chuẩn bị tự mình đem hộp thức ăn đưa đến cho Phong thiếu gia. Tiểu Nguyệt Nha cũng là không vui lòng, mới vừa rồi cái khay điểm tâm kia thực sự đã ngon lắm, bé vẫn còn không có ăn đủ mà, vậy cho nên mở bắp chân ra, đuổi theo đầu bếp đưa hộp thức ăn đến. Vừa vặn, Hắc Điền Tử Phong vẫn còn đang ở nơi khác tìm kiếm tung tích của Tiểu Nguyệt Nha, chưa có trở lại gian phòng. Đợi sau khi đầu bếp phó đem hộp thức ăn bày ở trong gian phòng của hắn, liền lui đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha núp ở trong tường, vẫn là đợi sau khi đại thúc đi ra, bé mới từ từ trốn vào trong gian phòng. Thật sự là đáng ghét, đại thúc làm sao lại đem hộp đựng thức ăn để cao thế? Bé nhìn lên cái bàn cao hơn nàng hai cái đầu, chu lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn. Với hồi lâu là cũng không với tới. Cái ghế thì vẫn cao, bé liền không thể nào trèo lên nổi, nhưng mà bé rất là khẩn cấp muốn ăn. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển tới, bé sợ hết cả hồn, liền chui luôn vào gầm giường. Hai người các người, thủ ở chỗ này cho ta. Một khi phát hiện ra Hách Liên Tử Phong có phản ứng dị thường, hoặc là phát hiện ra tung tích của đứa bé đó, liền lập tức hướng ta hồi báo. Vâng, Dư công tử. Chờ một chút. Nàng cũng giật người thấy được mùi thơm từ trong phòng bay ra, hắn bước đi vào, không nhịn được chê cười. Hách Liên Tử Phong, thực sự ngươi là có nhã hứng thật đó. Đã trễ như vậy, cũng nên chuẩn bị một bữa ăn ngon như vậy.
canh cầu kỳ hạt sen sao? Canh này dùng để nữ nhân bồi bổ hắn cũng uống sao? Hắc Liên Tử Phong, chẳng lẽ nơi này chính là gian phòng của tóc trắng thúc thúc sao? Tiểu Quyền Nha ở dưới giường hưng phấn, nhất thời là hưng phấn quá, đầu nhỏ đụng vào trên cột giường. Kẻ nào? Nam Cung Dực đã nhận ra vẻ khác thường, một đôi ánh mắt tinh nhuệ hướng tới sàng tìm tòi tới. Tiểu Nguyệt Nha cái tay nhỏ bé dùng sức che miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút thanh âm. Nhưng vô dụng, một cánh tay từ bên ngoài đưa vào, đem bé từ dưới sàng kéo đi ra ngoài. Buông ra, buông ra! Tay nhỏ bé cua cua, bé đã bị ôm lên cao. Nam Cung Dực không ngờ mình dừng lại trong chốc lát, lại có thể thu hoạch lớn ngoài ý muốn như vậy. Nhìn tiểu bất điểm ở trong tay, hắn vui vẻ nở nụ cười. Người, tên tiểu tử này thực sự là có thể trốn tránh, lại trốn ở dưới sàng của Hắc Liên Tử Phong. Là con nhận ra Thúc Thúc hay không? Thúc Thúc là người đem ngươi từ trong kết giới cứu ra ngoài đó. Tiểu Nguyệt Nha nhìn chăm chú hắn một cái. Người này đích xác là cùng với Tóc Trắng Thúc Thúc cùng nhau đến đem bé cứu ra. Nhưng mà Tóc Trắng Thúc Thúc là từ hồ không thể nào thích được hắn. Vậy cho nên bé là cũng không thích. Ngày mau buông ra, ta không ở chỗ này chờ Tóc Trắng Thúc Thúc lại. Chân của bé hướng về phía trước của Nam Cung Dực đạp đạp. Sắc mặt của Nam Cung Dực trầm xuống, đạp đạp mấy cái điểm huyệt đạo của bé. Đem bé đặt ở trong áo ngoài của mình, mang ra khỏi gian phòng. Vật nhỏ, Thúc Thúc làm như vậy cũng là vì tốt cho người. Nếu như ở trong phủ bị lão yêu quái phát hiện ra người, nhất định là sẽ ăn thịt người. Thúc Thúc cũng là vì cứu người đó. Hắn vừa dụ dỗ, vừa đem bé mang về gian phòng của mình. Nàng cũng rực đi rất gấp gáp, không có lưu ý đến gian phòng ở trên mặt đất nhiều hơn một đồ vật. Hắc Điện Tử Phong ở phủ đệ liên tục vòng vo vài vòng, cũng không có bất cứ kết quả nào. Hắn không khỏi có một chút nhụt chí, kéo thân thể mỏi mệt trở lại gian phòng. Đầu tiên là ngửi thấy được mùi thơm của canh, hướng hộp đựng thức ăn ở trên bàn liếc mắt nhìn, đem canh cùng với cái khay điểm tâm cùng với các thịt, món ăn nhất nhất bày ở trên bàn. Thực ra thì hắn không đói, hắn kêu làm những thứ thức ăn đó là chuẩn bị chờ khi hắn tìm được Tiểu Nguyệt Nha sau đó cho bé ăn đầy bụng. Cả phủ đệ đi tìm gấp mấy lần, Tiểu Nguyệt Nha sẽ đi nơi nào? Hắn mày kiếm khóa chặt bắt đầu lo lắng, ánh sáng lóe lên đột nhiên liếc thấy ở trên mặt đất thực sự giống như là có một đồ vật. Nhìn kỹ, hắn thần sắc đại biến. Trên mặt đất lưu lại vật phẩm không phải là gì khác, chính là một cái giày thêu nhỏ ở trên chân của Tiểu Nguyệt Nha rơi ra. Đó tuyệt đối là của Tiểu Nguyệt Nha. Hắc Liên Tử Phong nhận ra được. Hắn đột nhiên vọt ra ngoài cửa phòng, trái phải tuần tra, thần thức quét ngang. Rất nhanh phát hiện ở không xa, ở trong phòng có hai tiếng hít thở nhợt nhạt ở chỗ mai phục. Nếu như không phải là hắn cố ý tuần tra, thực sự đúng là khó phát hiện. Mau đi ra đây! Hắn quát lên, đồng thời đánh ra một chưởng, đánh hướng nơi ẩn thân của một gã cao thủ. Kinh khí cường đại đem cao thủ núp ở trong bóng tối đánh đi ra ngoài. Hắn quay cuồng vài lần, liền tới trước mặt của Hắc Liên Tử Phong. Một người xác nhận thấy không ổn, liền chạy trốn. Hắc Liên Tử Phong hai mắt sáng ngời, một đạo tử quang ở trong đáy mắt của hắn hiện lên. Chỉ nghe giống một tiếng, một con huyến thú màu tím liền rời đi thân thể của hắn, hướng về phía thân ảnh thoát đi nhào tới. Cao thủ chạy trốn chỉ là kịp kinh hô một tiếng, cả người liền bị huyến thú màu tím cắn nuốt, không lưu lại một tia dấu vết nào. Gã cao thủ còn lại sợ đến ngây người, cả người lay động. Phong thiếu gia, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, xin ngài hạ thủ lưu tình. Phụ mệnh làm việc, vậy thì là kẻ nào sai xử các người? Có phải là Nam Cung Dực không? Hắc Liên Tử Phong luôn miệng hỏi, trường lực ở trên tay phải của hắn, huyền khí không ngừng ngưng tụ, vậy cho nên tên cao thủ này uy hiếp rất lớn. Hắn biết, nếu như mình trả lời sai lầm hoặc là cho Phong thiếu gia đáp án không hài lòng, sau một khắc, hắn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hắn liên tiếp gật đầu nói. Không sai, thực sự là Dực công tử đã sai xử chúng ta. Hơn nữa, bên trong phòng của ngài ẩn nấp một cô bé, cùng là bị Dực công tử mang đi rồi. Chuyện tiểu nhân biết cũng chỉ có như vậy thôi, xin ngài hạ thủ lưu tình. Vì mạng sống của hắn, cao thủ một hơi đã kể hết những gì mình biết được ra hết. Hắc Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cút đi. Đã tạ Phong thiếu gia, đã tạ Phong thiếu gia. Cao thủ nhẹ nhàng đứng dậy, chạy chỗ chết. Gã cao thủ đó vừa chạy đến nửa đường, phía sau truyền đến thanh âm trường kiếm phá không. Đợi quay đầu lại nhìn tới, một thanh trường kiếm sắc bén đã đi tới lưng của hắn. Chỉ nghe răng rắc, một tiếng giòn vang, trường kiếm từ trước ngực của hắn đâm thủng qua ngực. Vì sao? Hắn thống khổ mà không hiểu nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong sườn mặt lạnh lùng che giấu ở trong bóng tối, thanh âm lạnh như băng nói. Ai dám tổn thương người ta quan tâm, nhất định phải chết. Phút chốc, cao thủ kia vẫn còn không cam lòng trợn to con mắt, thẳng tắp té xuống, chết không nhắm mắt. Đúng là hắn chết vô cùng oan ức bởi vì hắn chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Nhưng xong, ai bảo chủ tử của hắn là Nam Cung Dực. Hắc Liên Tử Phong hiện tại thực sự hối hận, mình thực sự không nên ký hạ cái khế huyết kia. Cả ở trong phủ Bắc Thần này, người hắn muốn giết chết nhất chính là Nam Cung Dực, mà bây giờ hắn lại không thể giết được.
Nam Cung Dực. Hắn ánh mắt lạnh lùng ở trong đêm, tựa như là tia chớp xuyên thấu màn đêm, sát khí bức người. Nam Cung Dực, người tốt nhất không nên thương tổn đến Tiểu Nguyệt nha. Còn nếu như người không nghe lời, ta nhất định là phải để người sống không bằng chết. Hết chương. Hết tập 201. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ở tập 202.